Anh Tuấn Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý khán thính giả trong các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay thứ sáu rồi. Chúc quý vị một cuối tuần thật là tuyệt vời, đi chùa, đi lễ, hái lộc thật là đẹp quý vị nhé. Thế nhưng trở lại với các bản tin thế giới đáng chú ý ngày hôm nay, đây là hình ảnh của một người diễn viên sân khấu. Anh này mới có 27 tuổi thôi và anh tên là Raphael Schumacher. Chuyện gì đã xảy ra cho một khuôn mặt đẹp trai như thế này? Trong một lần trình diễn ở tại, thưa quý vị, tháp nghiêng ở Ý, đây là tháp nghiêng Pisa ở Ý, thì ở ngay phía trước này có một cái quảng trường và nơi mà rất đông người tụ tập đến buổi chiều, nhất là những cư dân chung quanh họ đến họ chơi, rồi du khách đến, và thường có những người ra đây để mà họ biểu diễn cho công chúng, thì anh Raphael Schumacher đã đến đây biểu diễn. Và biểu diễn cái gì thưa quý vị? Một vở kịch mà anh là người treo cổ. Và quý vị có thể tưởng tượng không, cái hình ảnh của một người thanh niên treo cổ giả thôi và để đóng trong một cái vở kịch. Nhưng trong lúc treo cổ, cái sợi dây thừng đó đã siết vào cổ Schumacher. Chưa hết là không biết vì lý do nào mà anh không vùng vẫy mạnh để cầu cứu khi đã bị siết cổ chết. Trên đầu thì lại chùm một cái khăn màu đen để cái dở vở kịch tiếp tục. Thì những người bên dưới họ mới để ý, có một người phụ nữ họ mới nhìn thấy, ủa thấy tự nhiên cái người của anh hơi run run lên. Và lúc đó anh họ thấy rõ ràng là cả cái dáng người của anh dường như đang chống đỡ một cái điều gì đó vô cùng khó khăn. Họ quấy sợ quá chạy đến báo với ban tổ chức, và ngay lập tức ban tổ chức tháo cái sợi dây thừng xuống đưa anh nằm xuống đất. Lúc đó anh đã bất tỉnh vào, và khi đưa vào bệnh viện Pisa thì các bác sĩ tuyên bố não của anh đã không còn dưỡng khí nữa và đã qua đời. Và đây là một cái tin rất buồn cho cả gia đình anh Schumacher. Thế nhưng trước khi, có thể là vì biết trước được mình có thể là chết trên sân khấu, anh đã ghi lại di chúc và nói rằng nếu mà vì lý do nào tôi qua đời, hiến tặng tất cả các cơ phận trong người của tôi. Và ngay lập tức gia đình báo cho bệnh viện biết, và bệnh viện ngay từ ngày hôm qua đã thực hiện các cuộc giải phẫu, lấy đi tất cả các cơ phận, những cơ phận nào trong một cái cơ thể người trẻ 27 tuổi này, để hiến tặng cho các những ai đang cần những cơ phận này. Dạ vâng, coi như là những cái sợi dây thừng, những cái con dao hay là súng. Mình cho thấy đó, không nên đùa với tử thần, bởi nhất là những cái sợi dây thừng ngay từ những cái người xưa ở Việt Nam nói vậy, đừng bao giờ chơi với dây thừng, nhất là cột dây thừng xong bỏ vào cho thòng lọng á. Cái chữ thòng lọng rất là ghê. Thì họ nói có thể là một cái gì đó nó bí ẩn và đã siết cổ anh, bởi vì anh có thể đã thực hiện cái việc này khá nhiều lần rồi, không hề hấn gì cả, nhưng mà lần cuối cùng thì siết cổ chết luôn. Thưa quý vị, càng ngày tới Tết Nguyên Đán thì các giới chức Nhật Bản lại ghi nhận là có rất nhiều người Trung Quốc đã đổ về các trung tâm thương mại lớn ngay tại Nhật Bản để cùng đón Tết và mua sắm. Theo một số những cái thông tin cho biết là một du khách ở ngay tại Trung Quốc đại lục đã dành ra ít nhất là 2.300 đô la khi đến Nhật Bản, nhiều hơn 75% nếu so với những người Nhật Bản mua sắm tại đây. Lý do, những năm gần đây, những người du khách của Trung Quốc muốn đến Nhật Bản vì họ cảm thấy là họ được lợi khi những nhà bán lẻ ngay tại khu vực này đã giảm giá rất nhiều. Một số khu vực giảm giá rất nhiều cho những người nước ngoài, một số cửa hàng lại không có đóng thuế, không có áp dụng về chính sách thuế cho những người này. Đó là lý do mà những người Trung Quốc rất là muốn đi qua Nhật Bản, một khu vực rất là gần, khi mà họ có thể đáp máy bay, bay một vài tiếng đồng hồ là đến Nhật Bản rồi. Ngay tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng có thể thấy những ngày Tết sắp tới thì lượng người Trung Quốc đổ về, nhất là Nam California. Khi mà chúng ta đến South Coast Plaza, chúng ta có thể thấy đến trong đó toàn là những sắc dân Trung Quốc ồ ạt đổ về. Và người nào người nấy đều xách những cái túi hàng hiệu. Và những cái thống kê cho thấy số người Trung Quốc chạy qua những nước khác mua hàng hóa nhiều hơn so với tất cả những người bản xứ cộng lại. Chưa bao giờ tôi thấy một cái chuyến đi Nhật Bản nó rẻ, có thể nói như bèo luôn. Mới tin tức ngày hôm qua từ một công ty du lịch báo cho chúng tôi biết, nếu quý vị mua một cái vé từ đây sang Thượng Hải, vé đâu 700-800, 800-900 gì đó thôi. Từ Thượng Hải sang Nhật Bản 6 ngày có khách sạn này nọ luôn, có 300 đô.
Thì tôi không hiểu được ngày xưa mình nói đến Nhật Bản á, mình phải tốn 3-4 ngàn đô la phải một cái chuyến đi như thế. Yeah. Nhưng mà đó là chuyến đi riêng tư, cá nhân. Bây giờ mình đi tập thể, đi theo các người du lịch ở Trung Quốc từ Thượng Hải đi qua Nhật Bản như anh Tuấn vừa trình bày đó, có mấy trăm đồng bạc thôi. Nhưng mà một điều chúng ta dễ nhận thấy là càng ngày những người mà lớp trung lưu của Nhật à, của Trung Quốc đó, dần dần người ta muốn đi ra ngoài hơn, thưa anh. Người ta muốn đi ra ngoài, người ta bây giờ có tiền nhiều hơn chứ, họ nói lẩn quẩn trong vòng Trung Quốc chẳng có gì để xem đấy. Người ta mua đất, mua nhà ở tại Hoa Kỳ rất nhiều. Họ gửi con sang Hoa Kỳ này, chính vì thế một phần ảnh hưởng ở quận Cam Los Angeles mà giá nhà tăng quá mạnh trên cả nước Mỹ như vậy là số lượng người Trung Quốc và trong đó một phần cũng là người Việt Nam. Dạ. Họ đầu tư ra nước ngoài hết và biết sao? Vấn đề ô nhiễm nè, vấn đề Đảng Cộng sản độc tài toàn trị nè, không có tự do nè. Họ nói rằng lúc nào họ cũng sợ cái tiền của họ sẽ bị mất giá rồi bị chính phủ kiểm soát chống tham nhũng đại khái này như thế. Họ nói thôi, gửi tiền sang ngoại quốc, nhất là Hoa Kỳ này, là ổn định hơn cả. Và thưa quý vị, nói đến tiền bạc, một cái tin này họ nói rằng đó, đôi khi trúng số chẳng có gì là vui đâu. Một người phụ nữ đã 62 tuổi nhưng mà năm 2007 đó, thì cách đây 2007 anh Tuấn, 9 năm trời rồi. Mà cho đến giờ phút này, cái vụ kiện mới được giải quyết ở Florida. Một người phụ nữ ở Florida trúng một tấm vé số mà thực sự nó cũng không có nhiều lắm, chỉ có 1 triệu đô la thôi của tiểu bang Florida. Và người phụ nữ này tên là Lynn Poirier, 62 tuổi, từ năm 2007. Sau khi trúng số, bà nhất định đang sống với một người đàn ông không phải là chồng, chỉ là bạn trai thôi. Bà không chia cái tiền đó, mà thế là người bạn trai mới đi kiện và nói rằng không, lúc đó chúng tôi đang sống chung với nhau và rõ ràng những tiền mà chúng tôi chi trả trong tiền nhà và tiền sinh sống với nhau đó, trong đó kể cả cái tiền mà mua tấm vé số này nọ cược nọ ở, chứ không phải là tiền của cá nhân bà. Và quý vị có thể tưởng tượng, bồi thẩm đoàn cuối cùng đồng ý với lời giải thích của người thanh niên này. Mặc dù không phải là hôn nhân, nhưng họ nói rằng nếu mà đã sống chung với nhau, chia sẻ tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền xe, bảo hiểm vân vân, thì lợi tức của một người phụ nữ, cho dù bà mua tấm vé số này một cách tình cờ đi chăng nữa, cũng phải chia cho người bạn trai. Và cuối cùng lấy ra thì bồi thẩm đoàn cho biết bà phải trả lại cho người bạn trai số tiền lời tới 290.000 Mỹ Kim. Lấy ra từ 1 triệu đô la. Hiện nay thì bản tin không cho biết bà đã xài hết tiền hay chưa, rồi lấy được bao nhiêu, thì chỉ cho biết đó là bà Poirier nói rằng bà lấy ra được 750.000 Mỹ Kim. Bồi thẩm đoàn nói rằng bà không nhất thiết phải chia phân nửa số tiền này, nhưng mà ít nhất chúng tôi thấy rằng khoảng 290.000 Mỹ Kim là công bằng đối với người bạn trai. Chỉ có một cái tấm vé số thôi. Thứ nhất là hai người không sống với nhau được nữa. Bà ấy sống một mình, và đồng thời đó là cái vụ kiện này cũng tốn kém cho bà cái tiền luật sư, cuối cùng thì cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Dạ, đóng thuế nữa. Vâng, thưa quý vị, trong cùng lúc đó thì đối với những người Việt hải ngoại này, khi mà gần Tết thì quý vị đến chợ hoa, mua cây trái, bánh Tết. Trong cùng lúc đó thì tại Việt Nam như thế nào? Người dân Việt Nam vào mùa Tết này có vẻ rất là lạ lẫm với những cái chiếc thuyền hoa đi từ các bến từ miền Tây đến các khu vực như bến Bình Đông quận 8 hay là kênh Tẻ quận 7 của thành phố Sài Gòn, để mà làm nên một cái chợ hoa bằng thuyền, anh, rất là dễ thương. Hay quá. Dạ, tức là thay vì ở trên trên cạn đó thì người ta bỏ muốn chỗ tốn kém đủ thứ thuế mà bây giờ bằng chợ thuyền, hoa dưới thuyền luôn, chở luôn, đỡ không, tốn tiền không vận ai chuyển. Tính thuế hết. Dạ, mà tạo nên một cái khung cảnh rất là dễ thương lãng mạn như anh thấy đó, một chiếc thuyền rất là đẹp, và nhiều người dân người ta đã có những cái hình thức kinh doanh này rất là hay. Nói về được khi được phỏng vấn thì một người mà trồng cây, người ta nói năm nay đó thời tiết không thuận lợi nên cho dù cố gắng hết sức đến mấy thì mai nở sớm quá. Ôi, mai nở sớm, tôi tưởng là chưa nở. Họ nói đó, mai anh có thể thấy mai nở sớm quá. Rụng hết rồi, không còn cái lạ, cái hoa nào hết. Dạ đó, chưa tới 30 Tết mới có 26, 27 Tết mà hoa đã nở hết rồi. Wow. Trong khi cùng lúc đó thì hoa là phải từng nụ nụ, đến 30 Tết nó nở thì nó mới đẹp. Trong cùng lúc đó, đó thưa quý vị, thì khác với cũng là tại Sài Gòn, nhưng mà một người khác người ta nói là ôi sao mà cái tuyến đường
cái công cuộc mà về quê ăn Tết sao mà khổ quá, đó là tình trạng xe dù, xe khách, và với những cái tình trạng mà đón khách mà kiểu giống như là chợ búa như bên Việt Nam thì quý vị thấy làm khổ ai, khổ cho người dân mà thôi. Khi mà những chiếc xe này nguy hiểm cứ lần lượt vòng qua vòng lại, nhiều lúc từ đây mà đi tới miền Tây đó thì anh chạy vòng vòng suốt thành phố 2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, để mà đón khách vòng qua thì ai là người thiệt hại? Là những người dân. Tội nghiệp cho những người ở miền quê đi lên thành phố để mà làm việc rồi, để rồi ngày 27, 28, 29 Tết người ta trở về lại bị một cái gọi là một cái hành hạ giữa xa lộ nữa. Vâng, thưa quý khán thính giả, vào mỗi thứ sáu trong phần thứ tư của tin tức, chúng ta lại đón tiếp Terry Thanh Hương từ Bosa Tickets gửi đến quý vị thêm các bản tin liên quan đến đời sống. Và bây giờ chia tay với anh Tuấn, hẹn anh Tuấn ở tại sân chùa Huệ Quang vào tối giao thừa Chủ nhật. Dạ vâng, kính chúc quý vị khán thính giả một mùa Tết an lành và hy vọng gặp anh Thụy vào năm sau. Happy New Year anh. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Xin gặp lại quý vị ngay sau phần quảng cáo.